bạn, bây giờ mình đã tới Nhật rồi. Bây giờ mình vô cái lao Sakura, lao của phi trường Japan. Bây giờ mình ăn trưa, nó cho mình ăn đồ sơ sơ chút, rồi mình chờ khoảng 2 tiếng nữa là mình sẽ bay về Việt Nam. Bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều rồi. Rồi. Ở đây cái lao này đẹp lắm. Ở đây nè, có mì nè, súp nè. Nè, mì nè, súp nè. Rồi súp, rượu sâm ban. Đủ thứ đồ ăn hết, nhìn cái nhìn đẹp ghê không? Đứng bây giờ đi vòng được em. Đứng giờ đi. Cái trang hoàng đẹp không nè, quay mấy cái bông này đẹp không? Ở trên lầu thì mình ở đây cái lao này đẹp lắm, sạch sẽ đẹp. Ở dưới này thì nước uống. Đây rượu sâm ban, nước đỏ, rong rượu nè, mình cũng uống rượu. À, rượu đây ta uống nha. Sâm ban. Này là nước juice. Bây giờ mình lên lầu. Lầu thì có đồ ăn. Mà bữa nay bên Nhật lạnh nha, cũng lạnh. Này cũng ba mấy 40 độ. Cái này ở dưới là nước, bây giờ mình lên lầu có đồ ăn. Bên đi. Là phòng ăn trên lầu nha. Đây là phi trường Nhật nha. Cái lao này là kêu là Subaru lao của Nhật. Cái chuyến bay này là tối nay sẽ bay về Việt Nam. Japan Airlines ha. Rồi cái lao này nó đẹp lắm. Đây ở trên lầu là đồ ăn, còn ở dưới này là rượu, muốn uống rượu nước ngọt, rồi rượu mạnh đó, là muốn uống rượu nào cũng được hết. Đó là những cái chai này nè, là mình muốn uống là mình tới đây mình lấy nha. Cái lao này chỉ dành cho chắc VIP của Japan Airlines hay là American Airlines ha. Thành thử Úc Mạnh với Úc Ca được mời vô đây. Đó. À,
đây là cái bữa ăn tối nay nè ha, có mì, có súp nè ha, có rượu nè ha, có ba cái tờ.